Ngọc Khanh xin trân trọng gửi lời chào tới Ngộ đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Y học phổ thông trên kênh Người Việt TV và xin được gửi lời chào tới Ngộ đến bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Dạ, xin chào Ngọc Khanh, xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh xin được chia sẻ với cái đề tài là tầm quan trọng của giấc ngủ. À, bây giờ thì um, nói về giấc ngủ đó thưa bác sĩ. Kính thưa quý khán giả, sáng nay khi mà Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh đến đây quay hình đó là như Ngọc Khanh là đã uống 4 shot của coffee rồi. Ừ và bác sĩ nguyễn bâu khanh thì bước vào phòng thu và có nói là bác sĩ rất rất là buồn ngủ nhưng ngọc khanh đó, là ngọc khanh thức khuya làm việc mình tự mình thức khuya tại vì mình làm việc yeah. nhưng mà ngọc uh -huh. khanh không có biết là tại bác sĩ phải thức khuya làm việc hay là bác sĩ không ngủ được thao thức Dạ, <laughs> um, yeah, mình cũng có tiếc câu chuyện phải làm yeah. Yeah. thì kính thưa quý khán giả có nhiều bệnh nhân có nói với ngọc khanh với bác sĩ mình bảo khanh là ban đêm chỉ cần tôi thức giấc một lần để đi tiểu thôi yeah. là tôi không ngủ được đúng như vậy. Dạ. Yeah. Yeah. Thưa bác sĩ, bây giờ mình nói về cái tầm quan trọng của giấc ngủ và mình nói là làm thế nào để có thể ngủ để cho tốt hơn không thưa bác sĩ? Dạ. Yeah. À, cảm ơn ngọc khanh thưa yeah. quý vị khán giả. Thì cái đề tài là tầm quan trọng của giấc ngủ đúng không thưa quý vị? Thì mình cũng chia sẻ với quý vị là trước đây lúc mà hồi mình còn trẻ yeah. <laughs> thì mình rất là ghét giấc ngủ dạ yeah, thưa quý vị mình thích là làm sao mà một ngày có thể có ba mươi bốn mươi tiếng để mình làm việc có thể mình học bài hoặc là mình làm một cái gì đó ừ. mình thích vì mình cảm thấy giấc ngủ là thấy một cái nó phí phạm cái thời gian yeah. cho nên là mình ghét ngủ lắm quý vị nhưng mà mình ước thì mình mình à biết những gì mình biết bây giờ Tại ừ. vì cái giấc ngủ nó cực kỳ nó quan trọng ừ. cho nên là mình muốn chia sẻ với quý vị trước hết là những quý vị nào mà có cái suy nghĩ giống như mình thì mình nghĩ là nên thay đổi. Ừ. Tại vì, đó nhất là những người trẻ, như khi họ thích kiểu giống như là, nhất là những học sinh đó, yeah. họ thích là học cho tới, tới sáng, uh, nhiều khi không ngủ cả tuần, mấy tuần như vậy đó. Ừ. Cố tranh thủ thời gian để mà thi cử này nọ. Right. Thì cái đó là chưa chắc là cái điều tốt. Ừ. À, thưa quý vị, tại vì thế này, khi mà, thứ nhất, nếu mà nói về học sinh, nó yeah. là nói tất cả các người nói chung á, yeah. khi mà mình ngủ đó, ừ. mà ngủ được mà rất tốt đó, thì những cái trí nhớ của mình, những cái gì mình học hỏi trong ban ngày đó nó được gọi là kết nối và nó được um, xử lý trong cái cái não bộ não của mình. Mm. Cho nên nếu mà quý vị mà không ngủ đó, những cái gì mà mình học ban ngày chưa chắc gì mình nhớ được. Yeah. Đó cho nên là bộ phận trí nhớ mình nó cần mình có phải có giấc ngủ để nó consolidate là nó 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 tích tụ lại trong cái não của mình. Yeah. Nhất là những cái trí nhớ để mà cho lâu dài. Ừ. Mm. những cái trí nhớ ngắn hạn đó thì không có cần. À. Yeah. <laughs> À, với lại Ngọc Khanh cũng nghĩ rằng là như con người mình như một cái máy yeah. Mình cũng không có thể nào mà cho cái máy chạy hoài được uhm. Ngay cả trên cái computer nó cũng có chế độ là shut down rồi sleep gì yeah. gì đó uh -huh. Thì Ngọc Khanh nghĩ một cái máy mà chạy liên tục liên tục hoài thì nó sẽ phải hỏng sớm đó. Thì Ngọc Khanh nói đúng đó thưa quý vị Thì cùng cái tư tưởng đó đó yeah. là khi mà Ngọc Khanh nói là cái máy nó chạy hoài Thì vị, quý vị hình dung là như ban ngày yeah. mình đang làm việc với nhau hay là mình đang đi, đi làm công việc với quý vị thì cái não quý vị phải sử dụng rất là nhiều suy nghĩ tính toán này nọ yeah. nhưng mà khi mà nó sử dụng và suy nghĩ làm việc các quý vị thì bất cứ cái gì mà làm việc như là cái xe nó chạy xăng nó cũng phải thải ra khói thôi yeah, đúng. thì cái não cái tế bào não quý vị đó nó dùng những cái chất đường dinh dưỡng trong cái máu của mình nhưng mà nó cũng phải thải ra những cái chất độc của nó mm. trong cái đầu của mình cho nên đó, cái thời gian mà khi mà quý vị ngủ đó thì đó là cái thời gian duy nhất cái não mình nó có cái cơ hội để nó tống đi những cái chất độc ở trong cái não mình ra. cho nên nếu mà cái vị không có ngủ thì cái chuyện đó nó không có không xảy ra được. Yeah. thì coi như là cái vị sẽ bị tích tụ lại những cái độc tố trong não uh, mình không có detox được. Yeah. cho nên đó là cũng một trong cái nguyên nhân mà mình biết là những bệnh nhân mà bị Alzheimer hay dementia đó, yeah. bệnh mất trí đó. À, không không có thúc không có tống đẩy được những cái chất như là beta amyloid hoặc là những cái tau particle là những cái chất mình biết là những cái chất dơ trong cái não mình nó không có thoát ra được. Yeah. yeah. À, có một cái ngọc khanh để ý ví dụ như là, <laughs> lấy ngọc khanh làm ví dụ những năm 20, 30 thức cỡ nào thức ừ. sáng thức dậy thấy bình thường coi ừ. như có thể không ngủ 2, 3 ngày mà cơ thể thấy bình thường yeah. nhưng mà bây giờ giống như bước vô ngưỡng hơn 40 sáng thức dậy có thể thấy được cái tim mình nó năm mệt. Mm -hmm. chỉ cần không ngủ cái đêm đó là sáng dậy đêm đó là thấy cái tim mạch mm. và lúc đó mình mới nhận ra rằng là à, cơ thể của mình theo năm tháng và theo độ tuổi đã có sự suy giảm rõ rệt đặc biệt là liên quan tới giấc ngủ mm. khai okay, nói rất là đúng tại vì một trong cái nguy cơ của cái giấc ngủ nếu mà bị thiếu Hay yeah. là thường xuyên không có ngủ đều đặn đó thì nó sẽ cứ đưa tới bệnh tim mm. thưa quý vị bệnh tim mạch như thế này nào khi mà cái vị ngủ đó thì cái trái tim mình nó sẽ đập nhẹ đi chút xíu và cái áp huyết mình nó sẽ thấp đi một tí à. và lúc mình ngủ đó là những cái tế bào của cái mạch máu mình nó đang được sửa chữa yeah. và repair yeah. cho nên đó là cái thời điểm để mà nó nuôi dưỡng cái hệ thống tim mạch của mình yeah. cho nên họ đã thấy là những người nào mà thiếu ngủ hoặc uh -huh. thiếu ngủ kinh niên thì những cái thành phần đó là những cái con số được đóng góp trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não mm. và bị đau tim à yeah. Còn nếu mà cái vấn đề mà lúc mà Ngọc Khanh trẻ ngủ mà chị được ngày hôm sau thì cái đó là cũng có thể là cái ngoại lệ. Ừ. Vì đa số tất cả các người nói chung một cái tầm tuổi nhất là cái thứ mình còn trẻ đó yeah. thì cái đòi hỏi của giấc ngủ nó sẽ nhiều hơn. Mà yeah. sau 18 tuổi thì thông thường cái giấc ngủ của mình chỉ cần từ 7 đến 9 tiếng. Yeah. Nhưng mà ừ. phải là cái, cái giấc ngủ chất lượng. Ừ. Chất lượng là cái biết tại sao là chất lượng không? Tại sao à, thưa bác sĩ? Ashley, lỗi mình mới hỏi là sao mình biết được là chất lượng? Um, như bây giờ, như Ngọc Khanh suy nghĩ đi. Nếu Ngọc Khanh muốn có giấc ngủ chất lượng á, là Ngọc Khanh cần một giấc ngủ sâu. Mm. À, tại vì mình để ý được á, có những hôm mình nằm ngủ á, mình cảm giác được á, là thật sự không phải mình đang ngủ, mình chỉ nhắm con mắt thôi. Mm. Mình không hề có một giấc ngủ sâu. Yes. Mình vẫn nghe được tiếng động này nọ. Còn mà những hôm mà ngủ sâu được sáng dậy đó, cảm thấy người rất là khỏe đúng thì cái ngọc khai nói một trăm phần trăm đúng thì đó là một cái định nghĩa của cái giấc ngủ à, chất lượng mà tốt á yeah. là ngủ sâu như anh nói yeah. thì trong y khoa thì ngủ sâu thì tự này định nghĩa là trong giấc ngủ họ chia ra là gọi là non REM sleep stage 3 uh -huh. tức là khi cái vị ngủ nó có nó chia ra mấy cấp khác nhau, cấp yeah. 1, cấp 2, cấp 3. Yeah. Thì cái cấp 1 là mình ngủ nhẹ nhàng, dễ rất, rất là dễ tỉnh. Yeah. Cấp 2 sâu hơn chút xíu, cấp 3 thường gọi là cái delta wave là họ đo cái họ đo cái cái điện của cái não mình đang phát ra đó. Thì biết đó là lúc đó mình đang ngủ trong cái giấc ở sâu nhất. Uh -huh. Thì cái lúc đó đó thật sự ra là cái thời điểm mà những cái những cái những cái, những cái chất hormone trong cơ thể của Ngọc Khanh hay của quý vị đó từ hormone từ não hormone từ thận từ cơ thể tất cả hormone được um, điều chỉnh được đều đặn và tốt và được thải độc trong cái não của mình và cơ thể <laughs> cho nên là lúc mà ngọc khanh mà tỉnh dậy đó thì mình sẽ cảm thấy cái giấc ngủ mình nó rất là refresh thấy khỏe khoắn, thấy rất là tỉnh táo một cái giấc ngủ nó rất là sâu đậm <laughs> thì ngọc khanh ngành medico cũng dùng cái từ đó và stage 3 là ngủ giấc ngủ sâu đậm là deep sleep hay là delta wave sleep <laughs> À, và thưa bác sĩ, um, có thêm một cái nữa Ngọc Khanh muốn hỏi bác sĩ. Um, Ngọc Khanh nghe nhiều cái lời khuyên rằng là để có một cái giấc ngủ tốt, thì trước khi mình vào giấc ngủ mình có sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị ví dụ như là mình đừng có chơi game, mình đừng làm gì cho cái não mình nó hưng phấn. Yeah. Rồi giống như mình nghe nhạc êm dịu hay gì đó. Yeah. Xong rồi mình vào phòng ngủ đó thì mình để cái phone đi chỗ khác. Yeah. Rồi mình cố gắng không cần phải ngồi thiền như bên đạo Phật. Nhưng mà mình nhắm con mắt lại Rồi mình relax cái cơ thể mình Theo cái phương pháp bác sĩ nói rằng là Mình mình suy nghĩ tới đâu là mình để cho cơ thể mình nó relax tới đó yeah. Ngọc Khanh có tập theo cái lời khuyên của bác sĩ mm. Có hôm được hôm không Nhưng mà thấy được rõ ràng đó là cái phone nó quá lợi hại để chỉ cần cầm cái phone trả lời một cái tin nhắn mà cầm thêm coi thêm cái tin tin gì đó cái không bỏ đi đó <laughs> là gần như ngày hôm đó là ngủ không có không có sâu Yes, đúng như vậy ngọc khanh thì thưa quý vị thì ngọc khanh vừa chia sẻ là những cái phương pháp về đã nói trước đây yeah. để tạo một cái giấc ngủ gọi là ngon sâu và tốt yeah. thì thưa quý vị thì ý ngọc khanh muốn nói đó là <laughs> trong cái giấc ngủ đó nó gọi là tiếng mỹ gọi là sleep hygiene tức là cái sự chuẩn bị thì nếu mà quý vị đặt hàng đầu mình muốn một cái giấc ngủ tốt mà ngon thì mình phải tập nó thành nên một cái ví dùng cái từ có đúng không một cái từ thói quen đi là một cái 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 ngày nào cũng lặp đi lặp lại nó giống nhau Thì lúc đầu khi nó chưa thành cái cái lối quen của mình á quý vị Thì mình thấy rất là khó khăn yeah. Nhưng mà cứ ngày nào quý vị cũng đặt uh, trong cái tư tưởng là Ok tôi sẽ ngủ 9 giờ tối uh -huh. Và có thể là 7, 6 giờ sáng mình sẽ dậy yeah. Thì cứ như vậy hoài Nghĩa là sao trong cái tầm từ 7 đến 9 tiếng là được vậy yeah. Nếu mà quý vị cố gắng như vậy Thì hàng ngày quý vị cứ nhất định Cái cơ thể mình nó thích cái giờ nó cũng hơi chính xác chút xíu, yeah, đúng. và cơ thể mình nó thích lặp đi lặp lại giống nhau. Yeah, đúng. Khi mình thực hiện được cái điều đó đó thì đó là một cái thành công rất là lớn cho uh -huh. cái giấc ngủ. Yeah. Chưa kể là Ngọc Khánh cũng nói đúng là cái đèn computer, đèn phone, những ánh sáng đó nó, nó kích thích cái hệ thống uh, melatonin trong yeah. cái, cái 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 pituitary gland của mình là như vậy đang gọi là cái cái tuyến tuyến yên đó. Yeah, yeah. Okay. đó thì cái cái đó nó sẽ điều ra cái hormone cái melatonin yeah. và cái ánh sáng thì nó lại suppress nó làm nó ngưng uh -huh. lại cho nên cái vị sẽ bị đảo lộn cái đồng hồ sinh học uh -huh. yeah. à, cái nữa là cái vị là nếu mà được á, thì thường thường vô cái rất chiều mình bắt đầu tính cho cái giờ rất là mình sắp sửa đi ngủ cái giờ là 9 giờ đi yeah. thì đừng có mở đèn sáng cả nhà lên đèn sáng buổi sáng mình mở mình làm việc yeah. rồi từ chiều, chiều thì bắt đầu cũng như mặt trời nó đang đi xuống mình cũng mở cái đèn nó nhẹ nhẹ chút xíu uh -huh. rồi đừng có vô nhà tắm mà đánh răng cái là mở đèn sáng sáng trưng lên một cái là thôi yeah. Yeah. mình lại bị hỏng việc yeah. nên lúc đó mình đi vô cái phòng mình nên để chế độ mát mát chút xíu uh -huh. nên thường có thể mình khó khám phá là khi mình ngủ trong cái giấc mát nó tốt hơn là ngủ trong nóng trong cái nóng yeah và cái nữa thưa bác sĩ nói về cái vấn đề là mình nói là một đêm mình thức bao nhiêu lần mình đi tiểu rồi cái sau đó cái mình bị tỉnh giấc luôn yeah. giống như tuổi như ngọc khanh bây giờ yeah. chỉ cần ngọc khanh thức vào tầm khoảng 2 giờ sáng để đi tiểu thôi thưa bác sĩ là coi như thức trắng Dạ. Yeah. thì cái đó là cái vấn đề quý vị tại vì um, như ngọc khanh vừa nói quý vị nãy đó là lúc mình trẻ mình ngủ rất là dễ yeah. um, nhưng mà khi mình càng lớn á, thì cái cơ thể mình nó cũng bị lão hóa thì yeah. hệ thống hormone môn có bị rối loạn đó là một trong cái lý do có nhiều cái hiểu lầm là những người lớn họ không cần ngủ nhiều vì họ ngủ rất là ít yeah. mà thật sự ta à, cứ trên 18 tuổi người lớn bao nhiêu đi nữa đi họ vẫn cần từ bảy đến 9 tiếng trong cái giấc ngủ đó yeah. vậy là họ không thực hiện được yeah. tại vì có thể là như đàn ông hay bị dậy đi tiểu ban đêm là yeah. khi lớn tuổi nè hay là lớn tuổi bị đau nhức người phong yeah. thấp đau đầu gối đau lưng hay nó đủ đủ cái vấn đề khác nhau yeah. hay là họ uống những loại thuốc mà làm cho họ khó ngủ được uh -huh. thì đó là những cái vấn đề của những người lớn uh -huh. nhưng mà cái giấc ngủ mình vẫn cần mình không có thể làm ngủ ít hơn mình tức là mình bị ngủ ít hơn yeah. chứ mình không muốn ngủ ít hơn uh -huh. mình vẫn muốn cố gắng làm sao mà vô được cái tầm đó bằng yeah. dùng cái phương pháp tự nhiên thì tốt nhất yeah. Yeah. dạ thưa bác sĩ vậy thì nếu mà gọi là mình muốn tóm tắt cho cái đề tài hôm nay đó yeah. thì để có giác ngữ tốt á thì những cái điều chính yếu mà um, cộng đồng của chúng ta nên theo theo đó mà thực hiện là như thế nào ạ? À, cảm ơn Ngọc Khanh. Thưa quý vị, thì tất nhiên là cái đề tài hôm nay là mình muốn quý vị là quý cái giấc ngủ vì nó sẽ ngăn ngừa được những bệnh tim tim yeah. mạch nào, rồi hệ miễn nhiễm của quý vị nè rồi những cái tâm trạng về cũng đều quan trọng hết yeah. thì quý vị nhớ là cái mà họ thấy hay nhất đó là cái sleep hygiene uh. tức là mình cố gắng cứ ngày nào ngày nào cứ cứ cố cái giờ đó là phải giờ đi ngủ yeah. mình cứ đừng có ô hôm nay là weekend mình vui vẻ thôi hôm nay mình chơi uh. à, thích khuya thì cái đó là không có hay cơ thể thích đều đặn mỗi ngày Ừ, yeah. dạ. Uh, Ngọc Khanh xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh yes. Kính thưa quý khán giả um, Trước khi mà kết thúc chương trình Thì cho phép Ngọc Khanh nhắc như thế này Vào ngày thứ 6 20 tây tháng 9 Từ 2 giờ đến 4 giờ Thì Trung tâm Y tế Sao sẽ tổ chức Một cái hội trợ y tế Trong cái hội trợ y tế đó thì có Những cái phần thuyết trình mà nổi bật là Thứ nhất là thuyết trình của bác sĩ Thành Cao Là một bác sĩ chuyên khoa về thận um, Quý vị sẽ có thể được đặt câu hỏi Với bác sĩ Thành Cao ở cuối chương trình Thuyết trình thứ hai là của bác sĩ Diamond về HIV và cái thuyết trình thứ ba là của em Crystal Đinh nói về cái Stop the Heat làm sao ngăn chặn thù ghét. Ngày hôm đó khi mà quý vị đến tham gia cái hội trợ y tế này, nếu mà quý vị nào ghi danh để bầu cử ngay tại trung tâm y tế Southland ngày hôm đó thì quý vị sẽ được phát một cái gift card khoảng 20 đô la. Thì um, Ngọc Khanh nếu mà Ngọc Khanh xin mời quý vị đến tham dự ngay tại địa điểm của Trung tâm Y tế Sao Len, góc đường Rockhurst Chapman 9862 Chapman. Và nếu quý vị có thắc mắc thì gọi cho Ngọc Khanh ở số là 714-620-7009. Ngọc Khanh cùng với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh kính chúc sức khỏe cho tất cả quý khán giả và rất mong được gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.